Vâng, lời đầu tiên cho em gửi lời chào tới các bác làm cây, nhất là các bác làm cây bonsai. Một cái dụng cụ mà cần thiết không thể thiếu được đối với các bác. Thì đây là một bộ cạp gồm có 4 cây, một bộ cạp đủ nhá. Thì em cũng xin chi tiết một chút để khi các bác xem sẽ nắm bắt được cái bộ cạp này. Thì cái dụng cụ này thì bên cơ sở em đang nhận gửi và ship đi toàn quốc rất chi là nhiều. Nó đang là một cái dụng cụ cao cấp và giá thì rất chi là tốt. Đấy, các bác nhìn đây là 4 cây này. Tùy theo các bác lựa chọn nhé. Cây này là cây cắt dây này, cây này là cây bộ này, cây tròn, cây chéo này. Thì với cái dụng cụ cạp này thì bên cơ sở em đang có 4 mẫu để gửi tới các bác. Và tùy thuộc theo các bác lựa chọn nhé, em sẽ gửi cây nào các bác cần. Đấy, thì bên cơ sở em thì là bên cơ sở Trường Thảo. Dụng cụ bonsai cây cảnh đầy đủ, dụng cụ giá tốt, giá hấp dẫn nhất luôn. Đấy, đây các bác nhé. Và các bác hãy theo dõi một chút video, cuối video thì em sẽ nói giá luôn. Các bác hãy theo dõi thật kỹ nhé, tận cuối video luôn. Thì một cái cây cạp chất lượng thì các bác xem nó sẽ như thế nào. Các bác nhìn cái bản tay cầm này, nó sẽ chất lượng ngay từ cái bản tay cầm này nhá, dày dặn chắc khỏe. Cái chiều dài của nó nhá, rất nhiều bác mua và tôi tưởng nhá, các bác lưu ý nhá, cái chiều dài của nó sẽ là 21 cm, chiều dài nhá. Và các bác ước lượng cái ngón tay mình này, đấy, ước lượng để các bác nhận biết được nhá. Và cái bộ cạp này thì bên cơ sở em đang nhận gửi ship đi toàn quốc với tất cả những cái dụng cụ đồ bonsai. Các bác xem được cái video này mà các bác quan tâm tới những cái dụng cụ khác nhau hơn về cái đồ bonsai, đồ cây cảnh, các bác đừng quên ấn vào cái nút đỏ ở cái bên trái màn hình ấy. Đấy là nút đăng ký kênh. Để mỗi một video em sẽ đăng tải một mẫu, các bác sẽ nhận ngay được cái thông báo để các bác lựa chọn cho mình nhé. Đấy, đây là cây kim cắt dây này. Cây này các bác có thể sử dụng để cắt dây nhé. Chất liệu của nó là thép đúc, hàng thủ công, thép đúc nguyên khối. Chất liệu những cái lẫy của nó đều là thép đúc hết nhé. Từ những cái lẫy này đều là một dòng thép đúc hết này. Đấy. Thì với cái dụng cụ này thì nhà em đang gửi tới các bác giá sẽ là 450.000 trên một cây nhé. 450.000 trên một cây này. Đấy. Các bác có mua một bộ đi em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Này, bản rất chi là rộng đẹp. Thép đúc nguyên khối, thép đúc trắng nguyên khối nhá. Chất liệu từ những cái lẫy của nó đều bằng đúc hết. Và em cũng chia sẻ cái cách để dùng cạp để khi các bác biết nhé. Một cái bộ cạp làm cây cảnh này khi các bác dùng, cái đồ dùng cây cảnh thì các bác cũng nhớ là nó cũng như cái cây cảnh của các bác ấy. Cây cảnh các bác lưng lưu như nào, đồ các bác muốn dùng bền lâu thì các bác cũng sẽ lưng lưu nó như vậy. Dùng xong các bác lau dầu cất đi, cho dầu vào. Và tất cả những cái phần lưỡi này, khi các bác mà cắt các bác sẽ không được kẹp để giật ra như thế này đâu nhá. Tuyệt đối là các bác không được kẹp giật ra, mà các bác phải kẹp đến đâu đứt ngay đến đấy như thế này. Đấy, nếu mà giật ra này nó sẽ hỏng hết lưỡi, bất kể lưỡi cạp nào thế. Đấy, cho nên khi các bác dùng các bác hãy lưu ý về cái cách dùng nhá. Bởi vì cái dụng cụ nó cũng rất chi là đắt, nó cũng không phải là rẻ. Đấy, cho nên là các bác hãy bảo quản nó. Đấy, cũng giữ nó như là giữ cái cây cảnh mà các bác đang chơi ạ. Đấy là cái cách để các bác làm sao mà cho nó bền nhất. Đây là cây bổ để các bác uốn cây này. Cây này nó sẽ to hơn. Đấy. Hàng rất chi là chất lượng nhá. Thì em cũng vừa mới chi tiết và cũng như là nói về cái cách dùng cái bộ cạp này để các bác khi mua sẽ nắm bắt được. Hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em nhé. Đầu số điện thoại sẽ là số 0869 054 295 hoặc số điện thoại 0975 531 602. Em xin tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, những cái dụng cụ làm cây ăn quả, những cái dụng cụ làm cây bonsai khác nhau. Đấy, và em cũng xin kết thúc video ngắn nhé. Các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh để đón tiếp theo những cái dụng cụ bonsai của bên cơ sở em nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.